Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 11 tháng 4 năm 2015. Phần đầu chương trình có những nội dung chính như sau. Trà Ôn hoàn tất công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cơ sở điểm. Các ngành địa phương tổ chức gặp mặt chúc mừng Tết trân cho năm thơ mây cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer. Ghi nhận liên quan tiếng hát cựu chiến binh danh mãi khúc quân hành. Một dân minh đô thị có phóng sự, thành phố Vĩnh Long mở rộng thực hiện lấy rác hẹn giờ. Tin trong nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc thành công chuyến thăm nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa. Thủ tướng đốc thúc tiến độ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, giữa tháng 4 này, Đảng bộ xã Thới Hòa và Chi cục thuế huyện Trà Ôn, hai đơn vị được huyện Trà Ôn chọn làm điểm chỉ đạo đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ tổ chức đại hội. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Theo kế hoạch, trong hai ngày 13 và 14 tháng 4, đại hội đảng viên đảng bộ xã Thới Hòa sẽ được tổ chức. Trong những ngày qua, các thành viên trong tổ phục vụ đại hội đã tập trung quyết liệt cho công tác chuẩn bị. Xã đã tổ chức tập dượt vận hành thử chương trình đại hội. Đồng chí Nguyễn Văn Lê, Bí thư huyện ủy Trà Ôn cho biết, qua kiểm tra cho thấy công tác chuẩn bị chương trình điều hành đại hội tại xã Thới Hòa và đảng bộ chi cục thuế được đánh giá tốt. Văn kiện là của hai đơn vị này thì cũng khám sát vào là thực tế là của đơn vị, của địa phương cũng như là của ngành. Đó là coi như là làm thế nào là coi nói cho nó rõ, cũng như tôi chỉ đạo là phải làm cho nó rõ, cho nó cụ thể, phải nói cho nó rõ ràng để cho dễ hiểu, cho đảng viên dễ thực hiện. Khi triển khai ra dân là coi như là người ta sẽ đồng tình cao. Quy trình làm nhân sự là coi như là cái hai đảng bộ này đã chuẩn bị rất là tốt, rất là đầy đủ. Nói chung là về học vấn rồi về vấn đề khả năng, nói chung là kinh nghiệm, nói chung là cái hai cái đảng bộ này đã chuẩn bị rất là tốt, đúng theo quy trình là của quy định. Hai cái đảng bộ này thì đã được ban thường vụ là phê duyệt văn kiện nhân sự là coi như là hoàn chỉnh. Và chuẩn bị là cái kịch bản để mà điều hành thì qua kiểm tra thì coi như là nó cũng còn một số là coi như là vướng mắc, nhưng mà nó không lớn, cho nên là sẽ điều chỉnh, là sẽ thực hiện tới là cho nó tốt, là đại hội là khẳng định là đại hội tới là sẽ đạt được yêu cầu. Sau đại hội điểm tại hai đơn vị nêu trên, huyện ủy Trà Ôn sẽ sắp xếp bố trí lịch tổ chức đại hội đảng tại 34 chi đảng bộ trực thuộc còn lại, và công tác này sẽ hoàn thành trong tháng 5 năm 2015. Hôm nay, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ 12 nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là đảng bộ điểm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tuấn Kiệt, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự đại hội. Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết đề ra. Trong đó đáng chú ý là đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tập trung chỉ đạo có hiệu quả chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao giá trị sản xuất nông lâm thủy sản, tăng bình quân 2,26% năm. Đảng bộ giữ vững danh hiệu đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu trong 4 năm. Hàng năm các tổ chức đoàn thể đều đạt trong sạch vững mạnh. Đại hội thông qua phương hướng nhiệm kỳ mới với 7 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng về giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp tăng bình quân 3,5% năm, đưa tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch từ trạm cấp nước tập trung đạt 75%, giữ vững danh hiệu đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt đề án tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh ủy và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đại hội đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 14 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 15 đồng chí. Liên tục chương trình là những thông tin về hoạt động mừng Tết trân cho năm thơ mây cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng nay, Thiếu tướng Lê Xã Hội, anh hùng lực lượng vũ trang, nguyên phó tư lệnh quân khu 9, cùng với các đồng chí là chính ủy Cục Hậu cần Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến thăm chúc Tết Ban Quản trị Sư Sãi và đồng bào Khmer Chùa Gò Xoài ở xã Tân Mỹ, chùa cũ xã Hữu Thành ở huyện Trà Ôn. Thay mặt đoàn, Thiếu tướng Lê Xã Hội đã thăm hỏi tặng quà và gửi lời chúc Tết đến toàn thể các sư sãi, ban trị sự của hai chùa, các gia đình chính sách tiêu biểu và bà con nhân dân trong xã.
đồng thời động viên nhà chùa, các gia đình thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết giữa các dân tộc anh em, phát huy truyền thống cách mạng, chăm lo phát triển kinh tế, góp phần chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Cũng sáng nay, Ủy ban nhân dân huyện Trà Ôn tổ chức buổi họp mặt gần 200 cán bộ công chức viên chức sư sãi, người có uy tín, chức sắc chức việc tôn giáo dân tộc Khmer dịp Tết cổ truyền Chon Chanam Thơ Mây. Tại buổi họp mặt, đại biểu được nghe thư chúc mừng của lãnh đạo tỉnh gửi các vị thượng tọa, đại đức, sư sãi và đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh nhân dịp Tết cổ truyền Chon Chanam Thơ Mây. Nghe báo cáo tóm tắt thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, quốc phòng an ninh của địa phương và hiệu quả việc thực hiện các chính sách trong đồng bào dân tộc Khmer. Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức người dân tộc Khmer trong huyện luôn được quan tâm, tạo điều kiện đào tạo bồi dưỡng. Đến nay, hầu hết đều có trình độ chuyên môn và năng lực đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Cũng một hoạt động họp mặt mừng Tết Chon Chanam Thơ Mây của đồng bào dân tộc Khmer, chiều hôm qua, huyện Tân Bình tổ chức họp mặt với trên 280 gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ hưu trí, giáo viên và cán bộ chiến sĩ người dân tộc Khmer đang công tác tại các ban ngành huyện. Tại buổi họp mặt, lãnh đạo huyện Tân Bình động viên cán bộ chiến sĩ đồng bào dân tộc phát huy tinh thần đoàn kết hai dân tộc Kinh Khmer, tiếp tục thực hiện tốt các tiêu chí phát triển nông thôn mới, phấn đấu đảm bảo mức sống của người dân tộc từ bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân tại địa phương. Trước đó, các đại biểu dự họp mặt đã đến viếng nhà bia ghi tên 173 anh hùng liệt sĩ xã Loan Mỹ, thắp hương tưởng niệm ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, giành lại độc lập tự do cho đất nước. Trong khuôn khổ các hoạt động của Ngày hội văn hóa thể thao đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long lần thứ 6 năm 2015, mừng Tết cổ truyền Chon Chanam Thơ Mây, chiều nay tại chùa Hạnh Phúc Tăng, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch khai mạc hội thi ẩm thực truyền thống của dân tộc Khmer. Tham gia hội thi có 6 đội với 24 nghệ nhân là người dân tộc Khmer của các huyện Vũng Liêm, Tam Bình, Trà Ôn, thị xã Bình Minh và trường dân tộc nội trú tỉnh Vĩnh Long. Với chủ đề bữa ăn gia đình ấm áp yêu thương, các đội tham gia chế biến 3 món ăn và 1 món bánh là những món ăn truyền thống dùng trong các dịp lễ Tết của đồng bào Khmer. Theo đánh giá của ban tổ chức thì cả 6 đội tham gia hội thi đều có những món ăn truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa ẩm thực của vùng đồng bào dân tộc Khmer tại địa phương như bún nước lèo, cá trê vàng nướng củ ghiền, gỏi lá sầu đâu, bánh tét cốm dẹp, bánh gừng, vân vân. Hội thi đã góp phần giới thiệu nét tinh hoa văn hóa ẩm thực truyền thống đặc trưng của đồng bào Khmer và là dịp để gặp gỡ giao lưu trao đổi văn hóa ẩm thực, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tối nay cũng tại chùa Hạnh Phúc Tăng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long sẽ khai mạc Ngày hội văn hóa thể thao đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long lần thứ 6 và khai mạc liên quan nghệ thuật quần chúng Khmer tỉnh Vĩnh Long năm 2015. Cũng một thông tin về hoạt động văn hóa thể thao. Chiều nay, giải bắn cung trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 6 năm 2015 đã bế mạc sau 3 ngày tranh tài sôi nổi. Theo đánh giá của ban tổ chức, trong giải đấu này các vận động viên đã thể hiện được trình độ cao và có sự đầu tư mạnh về mặt kỹ thuật, chiến thuật. Với 28 nội dung thi đấu, ban tổ chức đã trao 90 huy chương cho các vận động viên. Trong đó, nhất toàn đoàn thuộc về đơn vị tỉnh Sóc Trăng với 11 huy chương vàng, 14 huy chương bạc. Hạng nhì là đoàn tỉnh Vĩnh Long với 10 huy chương vàng, 8 huy chương bạc. Hạng ba thuộc về thành phố Cần Thơ với 4 huy chương vàng. Qua giải đấu, các đơn vị sẽ tuyển chọn các vận động viên tiêu biểu, bồi dưỡng, bổ sung cho đội tuyển quốc gia tham dự các giải bắn cung quốc tế, đặc biệt là chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm 2015. Thưa quý vị và các bạn, như tin đã đưa, tối qua tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Vĩnh Long, Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long tổ chức liên quan tiếng hát cựu chiến binh với chủ đề Vang mãi khúc quân hành. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. Trong những năm chiến tranh ác liệt chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, tuy không trực tiếp cầm súng chiến đấu ở chiến trường, nhưng lấy tiếng hát để át tiếng bom,
Những ca khúc cách mạng lúc bấy giờ không chỉ làm vơi đi nỗi đau mất mát hy sinh mà còn góp phần khẳng định niềm tin của quân và dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ kính yêu. Đặc biệt, lời ca tiếng hát còn động viên cổ vũ mạnh mẽ tinh thần chiến đấu của quân và dân ta, tạo khí thế hào hùng, làm nên những chiến thắng vẻ vang, trong đó có đại thắng mùa xuân năm 1975, viết nên trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Hát mãi khúc quân hành, năm anh em trên một chiếc xe tăng, ơn Đảng, đoàn giải phóng quân, giải phóng miền Nam, đất nước trọn niềm vui. Những ca khúc ấy một lần nữa được các cựu chiến binh cất cao tiếng hát trong những ngày này, những ngày tháng tư lịch sử. Mỗi một năm mà khi đến tháng tư thì nói chung là cái tâm hồn nó rạo rực lắm. Tôi là cựu chiến binh thì những cái ngày tháng tư này thì mình nhớ lại những ngày tháng tư lịch sử 75. Mặc dù là tôi thời điểm đó thì tôi chưa có còn nhỏ, nhưng mà khi mình nhìn thấy lại cái sự chiến đấu anh dũng của cha anh mà để giải phóng được miền Nam, và sau này khi mà tôi lớn lên thì tôi đi bộ đội, và hôm nay tôi rất là phấn khởi khi mà được tham gia hội diễn văn nghệ mà hát mãi khúc quân hành mà do cái hội cựu chiến binh khối cơ quan doanh nghiệp tổ chức. Thì đó là cái niềm cảm xúc mà khi tôi ca bài ca đất nước trọn niềm vui thì tôi thấy rằng cái hình dung lại cái chiến thắng của đất nước mình trong cái ngày 10 tháng 4 năm 75. Không chỉ có ý nghĩa ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, Liên Quan còn góp phần đẩy mạnh hoạt động văn hóa văn nghệ trong tổ chức hội cựu chiến binh, tạo sinh khí vui tươi phấn khởi lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lịch sử trọng đại của đất nước. Đặc biệt, những ca khúc cách mạng được hát lên trong thời bình còn mang ý nghĩa động viên mỗi người vượt qua khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đại khái là hát hay dở gì không biết, nhưng mà mình quan trọng nhất là mình phải có cái tinh thần, có cái máu là coi như là cái cách mạng của cha ông ta để lại. Mặc dù là lần đầu tiên tôi được lên sân khấu, nhưng mà không có run sợ, không đạt giải hay là đạt giải gì hết. Chủ yếu là để tới đây để giao lưu cùng anh em đồng đội. Đây là một lần biểu diễn để tạo một cái hào khí, ý chí cách mạng của hội viên cựu chiến binh. Trong cái liên hoan lần này nói chung là anh em rất là nhiệt tình, hăng hái hát. Mặc dù là tiếng hát nó không chuyên nghiệp, nhưng mà nó vẫn mang những chất lính, chất bộ đội, cụ Hồ đã từng ca hát ở chiến trường để vượt mọi gian lao khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cho nên là lần này động viên anh em khí thế rất là vui, vui tươi và khí thế là hào hùng. Quý vị và các bạn, cũng trong tối hôm qua tại sân khấu Sen Hồng Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khai mạc liên hoan nghệ thuật quần chúng với những ca khúc cách mạng tuyên truyền kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Liên hoan diễn ra đến hết ngày 14 tháng 4 với sự tham gia của 21 đoàn nghệ thuật đến từ 20 tỉnh thành phía Nam, gồm hơn 400 diễn viên, ca sĩ và nhạc công. Với chủ đề Giai điệu Tổ quốc, những tiết mục biểu diễn xoay quanh nội dung ca ngợi quê hương đất nước, truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi thành tựu của công cuộc đổi mới và hội nhập, tình yêu biển đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lòng tự hào dân tộc, quyết tâm bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. Quý vị và các bạn, để đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo mỹ quan sáng, xanh, sạch, đẹp là nội dung trọng tâm mà thành phố Vĩnh Long đã và đang ra sức thực hiện trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tuy nhiên, để có thể giải quyết được môi trường đô thị một cách tốt nhất, thì việc thu gom và xử lý rác thải cần phải có sự cộng đồng trách nhiệm của toàn xã hội. Gần 2 năm qua, thành phố Vĩnh Long thực hiện mô hình lấy rác hẹn giờ, không bố trí thùng rác trên vỉa hè ở một số tuyến đường trung tâm của phường 1, phường 2, phường 3, phường 4 và phường 5. Mặc dù vẫn còn một số bất cập cần phải khắc phục, nhưng nhìn chung đến nay, người dân thành phố đã dần quen với cách làm mới này và bước đầu đã tạo được sự chuyển biến tích cực về mỹ quan đô thị. Theo sự đánh giá công ty, chúng tôi thấy như thế này là ở địa bàn phường 1, phường 2 chúng ta đạt được cái kết quả là làm tốt được khoảng 80-90%. Các cái địa bàn đều còn lại như phường 3, phường 4, phường 5 thì mới bước đầu thí điểm một số tuyến đường thì chúng tôi đánh giá cũng cái kết quả đạt khoảng 5-60% thôi.
thành phố Vĩnh Long sẽ tiếp tục triển khai đến phường 8 và phường 9 để tất cả các phường trên địa bàn đều thực hiện mô hình lấy rác hẹn giờ, đồng thời mở rộng ra hầu hết tuyến đường, chứ không còn thực hiện thí điểm ở một số tuyến đường như hiện nay. Để thực hiện tốt mô hình lấy rác hẹn giờ thì vai trò của chính quyền địa phương trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức người dân cùng đồng thuận ủng hộ chủ trương của thành phố là rất quan trọng. Đối với địa phương của phường 8 thì chúng tôi thông báo cho đến toàn dân là biết về việc mà bây giờ giảm những cái thùng rác và đồng thời quy định giờ giấc để cho mọi người dân coi như là tổ chức cá nhân hội gia đình tập trung đem rác theo giờ. Và đồng thời là chỉ đạo các cái ban ngành đoàn thể phải xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho là đoàn viên, hội viên. Để thực hiện cái chủ trương của thành phố về việc lấy rác theo giờ, địa phương tiến hành trước tiên là tuyên truyền cho bà con nâng cao về cái ý thức đem rác ra theo giờ quy định, chứ không đem ra bất kỳ lúc nào như trước đây nữa. Mỗi ngày trên địa bàn thành phố Vĩnh Long phát sinh trên 100 tấn rác thải sinh hoạt. Trước đây, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công trình công cộng Vĩnh Long đã cố gắng tạo thuận lợi cho người dân có nơi để rác tạm thời bằng cách tăng lượng thùng rác ở ven đường, các khu dân cư và nơi công cộng. Tuy nhiên, có một thực tế đáng quan tâm là tình trạng ô nhiễm nặng lại xảy ra ở nơi đặt thùng rác. Cho nên, thực hiện lấy rác hẹn giờ, hạn chế thùng rác trên vỉa hè là việc làm cần thiết, nhất là trong lúc thành phố Vĩnh Long đang tập trung chỉnh trang đô thị theo tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp và văn minh. Chủ trương của ủy ban nhân thành phố là nhân rộng cái mô hình thí điểm lấy rác hẹn giờ, không bố trí thùng rác trên cái các vỉa hè đô thị của tất cả các phường trong nội ô thành phố Vĩnh Long. Thì chúng tôi đề xuất cái giờ mà đưa rác ra ngoài đường của bà con là khoảng từ 18 giờ đến là 19 giờ để cho cơ quan chúng tôi tổ chức cái việc thu gom. Thì công việc này thì công việc thu gom rác hẹn giờ này nó đòi hỏi là cái sự phối hợp rất là nhịp nhàng ăn ý giữa cái người bỏ rác và cơ quan thu gom rác. Chúng ta tránh trường hợp để cái lượng rác ra ngoài đường nó lâu quá mà chưa được thu gom, cũng như là sau khi mà cơ quan thu gom rác xong rồi á thì lại là bà con tiếp tục đưa rác ra nữa, thì cái điều đó nó tạo cho cái lượng rác dư thừa nằm trên vỉa hè như vậy thì nó làm mất mỹ quan đô thị. Riêng chuyện bố trí thùng rác công cộng mang tính mỹ thuật dành cho khách vãng lai cũng đã được Ủy ban Nhân dân thành phố và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công trình công cộng tính đến và sẽ được triển khai trong thời gian tới. Chuyện thu gom rác thải, mặc dù trách nhiệm chính là của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công trình công cộng, thế nhưng nếu không có sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể và sự cộng đồng trách nhiệm của người dân thì cũng không thể giải quyết căn bản được vệ sinh môi trường đô thị. Thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 4 năm 2015. Trong thời gian chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình, hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn Trung Quốc Trương Đức Giang, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc Du Chính Thành. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp gỡ phát biểu với đại biểu thanh niên hai nước tham dự gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Trung lần thứ 15, thăm triển lãm trưng bày kết quả 10 lần hội thảo lý luận giữa hai đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp gỡ nói chuyện thân mật với các nhân sĩ hữu nghị, các cựu chiến binh Trung Quốc từng giúp đỡ Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến và đi thăm tỉnh Vân Nam, một địa phương tiếp giáp với Việt Nam. Trong không khí hữu nghị và thẳng thắn, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi đảng, mỗi nước, trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm, đi sâu trao đổi về phương hướng và những biện pháp lớn để tăng cường thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng, hai nước. Diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, chuyến thăm là dịp để hai đảng, hai nước cùng nhau đánh giá khẳng định quan hệ 65 năm qua và hoạch định phương hướng phát triển quan hệ trong thời gian tới. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành cổ phần hóa 289 doanh nghiệp theo đúng kế hoạch,
xử lý nghiêm trách nhiệm đối với lãnh đạo doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không có kết quả tái cơ cấu cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước. Đến nay đã có 23 bộ ngành địa phương, tập đoàn kinh tế trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước theo tiêu chí danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Thủ tướng đã phê duyệt 19 phương án, trong đó bổ sung 106 doanh nghiệp cổ phần hóa năm 2015. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính hướng dẫn việc giải quyết những vướng mắc khó khăn trong xác định giá trị doanh nghiệp, tiếp tục chỉ đạo thoái vốn đầu tư ngoài ngành chặt chẽ có hiệu quả. Trong tháng 4 năm 2015, rà soát những doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng số cổ phần hóa bán được lần đầu chưa đạt tỷ lệ theo phương án đã được phê duyệt thì đề ra lộ trình và bán tiếp. Hôm qua tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã diễn ra diễn đàn thanh tra vật tư nông nghiệp các tỉnh phía Nam lần thứ 6 với chủ đề hưởng ứng năm an toàn vệ sinh thực phẩm và giải pháp truy xuất nguồn gốc các vi phạm hành chính trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp. Diễn đàn do thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức. Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam có khoảng 150 đến 250 vụ ngộ độc thực phẩm với 5.000 đến 7.800 nạn nhân và 30 đến 60 ca tử vong gây thiệt hại lớn cho nhà nước và người dân. Trong khi đó, hệ thống văn bản quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm có quá nhiều dẫn đến khó tra cứu và áp dụng trong thực tiễn. Các văn bản lại thay đổi liên tục gây hạn chế trong thực thi. Phần lớn các cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp, thủy sản theo quy mô nhỏ lẻ, hộ gia đình nên khó quản lý và xử lý. Lực lượng cán bộ quản lý thanh tra mỏng và phân tán. Tại diễn đàn, nhiều giải pháp được đề xuất đối với cơ quan quản lý, nhà sản xuất, người tiêu dùng và cơ quan truyền thông, hộ bảo vệ người tiêu dùng. Trong đó nổi bật là cần sớm phân công trách nhiệm rõ ràng trong công tác quản lý, phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp tốt trong sản xuất, sơ chế, chế biến sản phẩm. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Tiếp theo là các tin tức thế giới với những nội dung chính như sau. Khai mạc hội nghị thượng đỉnh các nước châu Mỹ lần thứ 7 tại thủ đô Panama City của Panama. Giao tranh ác liệt giữa quân đội Iraq và phiến quân tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo IS đã diễn ra tại tỉnh Anbar sau khi IS bất ngờ mở cuộc tấn công và chiếm giữ hai thị trấn chiến lược thuộc tỉnh này. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay hội nghị thượng đỉnh các nước châu Mỹ OAS lần thứ 7 đã chính thức khai mạc tại thủ đô Panama City của Panama với sự tham dự của các nguyên thủ và đại diện của tất cả 35 nước Tây bán cầu. Kéo dài trong 2 ngày và với chủ đề thịnh vượng với công bằng, sự thách thức trong hợp tác tại châu Mỹ, hội nghị là một diễn đàn quan trọng để các nhà lãnh đạo trong khu vực thảo luận các vấn đề cùng quan tâm. Ngoài các vấn đề kinh tế, các nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận những thách thức mới nổi trên các lĩnh vực như giáo dục, năng lượng, nhập cư, an ninh. Theo kế hoạch, một số vấn đề chính trị gây tranh cãi cũng sẽ được đưa ra bàn thảo như quan hệ Mỹ-Venezuela, chính sách kiểm soát buôn bán chất gây nghiện tại một số quốc gia Trung Mỹ. Hội nghị thượng đỉnh các nước châu Mỹ lần này đang được dư luận khu vực và quốc tế đặc biệt quan tâm, nhất là có sự tham gia lần đầu tiên của Cuba. Sáng nay tại trung tâm hội nghị Atlapa, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raúl Castro đã bắt tay nhau, một cử chỉ mang tính biểu tượng trong bối cảnh hai nước đang tiến tới bình thường hóa quan hệ song phương sau hơn 50 năm gián đoạn. Dự kiến, trong ngày hôm nay, hai nhà lãnh đạo này sẽ có cuộc thảo luận với nhau. Đây là cuộc gặp đầu tiên của các nhà lãnh đạo Mỹ và Cuba kể từ sau cuộc cách mạng Cuba năm 1959 và kể từ khi hai nước cắt đứt quan hệ ngoại giao năm 1961. Trước đó, Nhà Trắng cho biết, trước khi rời Washington tham dự OAS, ông Obama đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Raúl Castro về việc khôi phục quan hệ ngoại giao và mở lại đại sứ quán ở mỗi nước. Hôm nay, giao tranh ác liệt đã diễn ra giữa quân đội chính phủ Iraq và các phiến quân thuộc tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo IS sau khi lực lượng cực đoan này bất ngờ mở cuộc tấn công và chiếm giữ hai thị trấn chiến lược thuộc tỉnh Anbar, miền Tây Iraq. Thắng lợi trên của IS đã giáng một đòn nặng vào chiến dịch quân sự vừa được Baghdad triển khai hôm 7 tháng 4 vừa qua nhằm giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn tỉnh Anbar từ tay IS. Lực lượng an ninh Iraq cho biết đêm qua IS đã huy động nhiều phương tiện quân sự và thực hiện nhiều vụ đánh bom tự sát nhằm cắt đứt tuyến đường chi viện của quân đội chính phủ Iraq dẫn đến thành phố Ramadi, thủ phủ của tỉnh Anbar.
Trước tình hình trên, người đứng đầu Hội đồng tỉnh Anbar đã kêu gọi Thủ tướng nước này, ông Haider al-Abadi, lập tức gửi thêm binh lính chi viện và đạn dược cho các binh sĩ đang chiến đấu tại đây. Một binh sĩ Iraq cho hay, phiến quân IS đã tấn công vào thị trấn Abu Faraj và Abu Aitha. Chúng đang cố gắng tiến vào trung tâm thành phố Ramadi, song chúng tôi sẽ không cho phép điều này xảy ra. Theo nguồn tin từ giới chức địa phương, hàng trăm gia đình sống ở thị trấn Abu Faraj, phía bắc thành phố Ramadi, đã phải bỏ nhà đi lánh nạn sau khi IS tấn công vào thị trấn này vào hôm qua và giết ít nhất 15 người. Trước tình hình an ninh tại Yemen đang tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, Liên Hiệp Quốc đêm qua đã kêu gọi thiết lập một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức nhằm tạo điều kiện cho hoạt động cứu trợ cũng như sơ tán người dân đang bị kẹt ở các vùng chiến sự tại quốc gia Ả Rập này. Phát biểu trong một cuộc họp báo tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York, Mỹ, phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc Stephen Duzaric nhấn mạnh. Theo ghi nhận của điều phối viên các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc tại Yemen, tình hình nhân đạo ở các quốc gia này đang xấu đi từng giờ. Cuộc xung đột hiện đã lan rộng ra hầu hết khắp Yemen. Liên Hiệp Quốc cũng cảnh báo người dân Yemen đang đứng trước bờ vực thảm họa do thiếu lương thực, nước uống, thuốc men và nhiên liệu. Lệnh ngừng bắn ngắn hạn sẽ mở đường cho các tổ chức quốc tế vận chuyển được hàng cứu trợ đến với 10 triệu người dân Yemen đang cần trợ giúp. Hiện có đến hơn một nửa số trẻ em nước này đang bị suy dinh dưỡng do thiếu ăn và không được chăm sóc y tế. Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn Anh Reuters dẫn nguồn tin địa phương cho biết hôm nay ít nhất 7 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong một vụ đánh bom xe ở thành phố Bayhan, miền trung Yemen. Hiện vẫn chưa rõ lực lượng nào đã thực hiện vụ tấn công trên. Tiếp tục chương trình là một số tin gián đáng chú ý. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Giới chức Pakistan cho biết đêm qua, một nhóm các tay súng đã tấn công vào một công trường xây dựng đập ở tỉnh Balochistan, phía tây nam nước này, và sát hại ít nhất 20 người. Theo cảnh sát địa phương, những kẻ tấn công đã tẩu thoát trên những chiếc xe gắn máy. Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công trên. Đêm qua giờ Việt Nam, cảnh sát Brazil đã bắt giữ ba cựu nghị sĩ nước này là Andre Vargas, Luis Agolo và Pedro Correa do liên quan tới các cuộc điều tra về vụ tham nhũng quy mô lớn của tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras. Đây là ba nhà lập pháp đầu tiên chính thức bị bắt giữ trong quá trình điều tra, mặc dù trước đó đã có nhiều chính trị gia hàng đầu phải đối mặt với các cáo buộc liên quan tới vụ việc tai tiếng này. Hôm nay 11 tháng 4 là ngày Thế giới phòng chống bệnh Parkinson. Nhân dịp này, giới chức y tế Trung Quốc đã kêu gọi người dân hưởng ứng các hoạt động phòng chống bệnh này. Hiện Trung Quốc có khoảng 1,7 triệu người mắc bệnh Parkinson, với hơn 100.000 ca bệnh mới được phát hiện mỗi năm. Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới dự báo bệnh Parkinson sẽ ảnh hưởng đến 5 triệu người ở Trung Quốc vào năm 2030. Và điều đáng báo động là bệnh ngày càng xuất hiện ở những người trẻ trong độ tuổi từ 30 đến 40. Thưa quý vị, chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.